Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 10 phút review. Trong tập trước, Thạch Hạo cùng với chó con từ Kim Gia rồi tới Vương Gia, cuối cùng là Tiên Điện, tất cả đều xới tung lên một mớ. Hắn còn thành công giết chết chí tôn của Tiên Điện khi Tàng Tiên vắng nhà, sau đó là đi bế quan đột phá cảnh giới chí tôn trung kỳ. Trong tập này, chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Một tia chớp đỏ ngòm ngang trời đang dệt giữa cửu thiên thập địa, khiến cho rất nhiều người chợt sinh ra luồng khí lạnh trong lòng. Mấy ngày gần đây có hàng loạt dị tượng xuất hiện, khí tức của đại đạo trong thiên địa càng lúc càng không bình thường. Lúc mơ hồ không thể nhận ra, lúc thì lại hung hăng muốn giết chết vạn linh. Thời đại mạt pháp hoàn toàn tới rồi. Sự khủng khiếp của nó ảnh hưởng ngày càng lớn, việc này khiến cho người người đều phải sợ hãi. Trước bước ngoặt này, sinh linh hắc ám đang lùi, tiên vật cũng đang rút quân, và lại còn đang xảy ra chuyện giữa hoang với tàng tiên, trong thiên địa rối càng thêm rối hơn. Sinh linh hắc ám đang rút đi kìa, các ngươi xem, vật chất hắc ám không còn nồng đậm nữa, càng lúc càng mỏng manh hơn. Cũng không phải là mừng rỡ gì, sinh linh hắc ám đang vội vã rút lui, bởi vì linh cảm được quá trình đang đến của mạt pháp nên nhanh chóng trốn tránh. Sau khi Thành Hạo trở lại thì lặng yên thở ngộ, cảm thụ sự biến hóa của thế giới này. Hắn vẫn không có sợ hãi, chưa từng muốn tiến vào tiên vật. Mấy ngày vừa qua, các thế gia trường sinh đã dùng mọi thủ đoạn để được tiến vào tiên vật, đều muốn rời khỏi thế giới mạt pháp đang từ từ đến này. Ảnh hưởng rất lớn, đã sản sinh ra một vài ảnh hưởng trái chiều. Ví như, một ít sinh linh đã sống hơn 100 vạn năm nhưng vẫn chưa lên được chí tôn, thì những ngày gần đây lần lượt khô kiệt, tuổi thọ như muốn hết. Trên thực tế, có một nhóm người đã sớm tạo hóa rồi. Thời đại mạt pháp vừa tới thì bước chân của họ đã càng ngày càng gần điểm cuối. Thạch Hạo đợi mấy ngày nhưng không có người tới tìm kiếm. Tàng Tiên không xuất thế nên dần dần yên lòng nên muốn đi tìm cổ nhân. Bởi vì hắn biết được, phần lớn trong số những người này sắp sửa tiến vào tiên vật. Hắn thở dài, chỉ cách lần này không biết niên đại nào mới có thể gặp lại. Theo như hắn biết, một khi tiến vào tiên vật, vì để tránh ảnh hưởng của thời đại mạt pháp nên cánh cửa của thiên vật sẽ đóng kín, trong thời gian ngắn không thể mở ra lần nữa. Về phía tiên vật, cái được gọi là trong thời gian ngắn thì hơi một chút có thể là mấy trăm ngàn năm, thậm chí là nửa cả kỷ nguyên, hoặc hơn nữa là khi kỷ nguyên kết thúc mới thôi. Phân biệt năm tháng dài đằng đẵng như vậy thì cũng tương đương với vĩnh biệt rồi. Nếu như Thành Hạo không thể tiến vào tiên vật, có thể hắn sẽ chết già ở thế giới này. Thời đại mạt pháp, dù là chí tôn cũng chỉ có thể sống hơn vạn năm mà thôi. Nếu như thời đại càng tàn khốc hơn, càng nghiêm trọng hơn tiến tới, hoàn toàn không thể nào tu luyện được nữa. Những chí tôn hiện hữu cũng chỉ có thể sống vài ngàn năm mà thôi. Phải đi con đường nào? Thành Hạo đang đối mặt với sự lựa chọn, phải nắm hay là buông. Theo như hắn biết, Thanh Y cùng Bộ Thiên Đại muốn tiến vào tiên vật, chắc chắn sẽ là như thế. Tiệt Thiên Đạo, Vương Gia hẳn sẽ đều có cơ hội đi vào. Đám người Thập Quan Vương, Thạch Nghị, Thác Cổ Ngự Long, Lam Tiên, Đại Tu Đà, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, thì một nhóm thiên tài này cũng sẽ được lựa chọn tiến vào tiên vật. Những người Thạch Hạo quen biết, phàm là người có năng lực siêu phàm thì đều sắp sửa rời khỏi một giới này. Một giới này sẽ bị vứt bỏ ư? Thạch Hạo thở dài, rất nhiều người sẽ rời đi và hắn cũng không biết thời đại mạt pháp tới khi nay sẽ còn có để lại thứ gì. Nếu như thời đại tàn khốc nhất sau khi thế gian sẽ không còn đạo pháp nữa ư? Từng cơn gió nhẹ vừa qua, Thạch Hạo dạo bước bên trên mặt đất phủ đầy lá vàng. Ta cũng nên đi thôi, chó con đột nhiên nói như thế. Hả? Thành Hạo kinh ngạc tỉnh lại. Tuy rằng con chó này rất là hung dữ, rất là giả dối, đồng thời lai lịch cũng rất bí ẩn, thế nhưng đi theo hắn được vài tháng nên giao tình rất sâu, lúc này lại đột nhiên muốn rời khỏi là sao? Người muốn đi đâu thế? Thành Hạo hỏi. Tiên vật. Chó con âm trầm nói, không hề ngã ngớn như ngày xưa, không còn dữ dằn như trước kia, mà là tâm trạng nặng nề như một sinh với tư tưởng sâu xa. Phong độ này hoàn toàn không hề tương xứng với nó như ngày thường. Trịnh trọng như vậy tự nhiên không phải là phong cách của ngươi, Thành Hạo nói. Ai có thể nhìn thấu ai? Ai có thể che kín mọi thứ? Thế gian này vô cùng phức tạp. Ngươi, ta, cười nói vui vẻ trong hồng trần, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt thôi. Chó con lẩm bẩm lầu bầu. Thành Hạo vô cùng kinh ngạc, con chó này bị kích thích già. Vì sao lại đột ngột muốn tiến vào tiên vật thế? Thành Hạo hỏi dò. Có thể, nơi đó mới là nơi để ta trở về, còn có một vài chuyện năm xưa vẫn chưa có đáp án. Ta muốn đi tìm cho ra, chó con đáp. Theo như lời nói, thời đại mạt pháp đã tới và cánh cửa của tiên vật chắc chắn sẽ đóng kín. Thời gian dài có thể tới cả một kỷ nguyên, hiện giờ không đi vào thì sẽ không có cơ hội nữa. Chẳng phải ngươi từng nói trong đó còn có kẻ thù à? Thành Hạo nhắc nhở. Nhưng sủ mà nó nói hiện tại đã thành tiên. Nếu như biết nó đi vào thì sẽ lột sống nó mất. Tuy rằng khả năng sẽ chết, thế nhưng không thể không đi được. Ta từng đi theo Vô Trung Tiên Vương mà, ân của hắn ta không thể không báo, chó con đáp. Hiện giờ nó không còn xưng mình là tiên vương nữa, mà là trịnh trọng tự như là một người già, cũng không hề ngã ngớn, cũng không hề chém gió nữa. Vô Trung Tiên Vương tuy ra đời cùng với cửu thiên thập địa, thế nhưng đã đi qua tiên vật, theo đuổi đại đạo cực đỉnh và đã lưu lại chút hậu chiêu để nghiệm chứng một vài thứ. Sau khi Thạch Hạo nghe thấy những chuyện này thì vô cùng kinh ngạc. Vô Trung Tiên Vương muốn nghiệm chứng điều gì? Hắn nghiên cứu về đại đạo thời gian, thời kỳ cuối đã cùng với Luân Hồi Tiên Vương nghiên cứu sự thay đổi của năm tháng và luân hồi, muốn nhìn xem thử có quy luật nào trong đó hay không. Quy luật gì thế? Thành Hạo bị lời nói của nó hấp dẫn. Từ đế cũng chết tới tiên cổ, lại tới lần tính sổ lớn của tương lai. Đây có phải là một luân hồi trung cực hay không? Hay là có người đang luân hồi? Chó đen nghiêm túc nói, có ý gì? Thành Hạo tương đối nghiêm túc, đề tài này thu hút hắn rất nhiều. Bắt đầu từ thời đại đại đế cũng chết, kỷ nguyên này diệt lại tới kỷ nguyên khác diệt. Đây giống như là một việc luân hồi đầy đáng sợ. Thiên địa đang lặp lại quá trình này ư? Chó con nói. Còn có thứ được gọi là lần tính sổ lớn kia, có phải là chung cuộc, sinh linh có tư cách tham gia có phải là do người thúc đẩy tạo nên luân hồi này, hoặc cũng được gọi là luân hồi giả, chó con nói. Thành Hạo biết, tuy rằng nó chỉ nói những câu rời rạc, thế nhưng đã lộ ra không ít thứ.
Đây là những đầu mối mà Vô Trung Thiên Vương cùng Luân Hồi Thiên Vương phát hiện ra và là thứ mà bọn họ muốn biết. Tới tột cùng là chuyện xưa đang luân hồi hay là người đang luân hồi, chó con nói. Ngươi vào tiên vật là để biết rõ những chuyện này, Thành Hạo hỏi. Với đạo hạnh của ta thì quá nửa không thể làm được, chưa thể đi về phía trước đám Vô Trung Thiên Vương và Luân Hồi Thiên Vương, chó con lắc đầu. Vậy ngươi vô đó làm gì? Thành Hạo nghi hoặc. Ta muốn đi tìm Vô Trung Thiên Vương, ta không muốn hắn chết, chó con mang theo sầu não. Thành Hạo ngạc nhiên, chẳng phải là Vô Trung Thiên Vương đã chết rồi hay sao? Máu nhuộm chiến kỳ được chôn ở Cửu Thiên Thập Địa. Ngay cả chuông mà hắn dùng dũng đã tổn hại, thiếu đi khí linh nội hàm bên trong nên hóa thành chuông thi thì chết rồi, nhưng ta không cam lòng. Chó con gầm nhẹ, tâm tình chợt xấu, mang theo sầu bi vàng cổ. Việc này có thể thay đổi thứ gì, đi vào đó cũng không có ý nghĩa gì cả. Tuy rằng Thành Hạo không nói gì, thế nhưng lại vỗ vỗ lên lưng của nó. Không phải, có một nơi có thể thay đổi thứ gì đó, chó con nói. Nơi đó thông thiên, thông linh, thông cổ kim, hoặc là có thể chứng kiến kỳ tích, chó con kiên định nói. Đây là một nơi mà Vô Trung Thiên Vương và Luân Hồi Thiên Vương từng nhắc qua. Bọn họ từng muốn đi tới một nơi nào đó để quan trắc, đồng thời tiến hành nghiệm chứng. Đáng tiếc, bọn họ chưa kịp làm những chuyện này thì cuộc đại chiến khốc liệt nhất đã bùng phát. Hẹn gặp lại, ta cảm thấy ngươi không hề tầm thường chút nào, trong trí nhớ mơ hồ tự như có ngươi thì phải. Không biết là một gốc năm xưa từng thấy được hay là trong cõi U Minh có một loại cảm ứng, một loại dưỡng giác nào đó dành cho ta. Trước khi đi, chó con còn trịnh trọng nhìn chằm chằm Thành Hạo, rồi nói ra như thế. Trên thực tế, Thành Hạo cũng đã nhìn ra được, con chó này đều xem thường những người khác vô cùng hống hách. Há miệng là gọi nhân sủng, thế nhưng tuy rằng có cãi nhau với hắn, thế nhưng lại rất đúng mực, vô cùng cẩn thận. Tự hồ nói trời sinh còn có một loại kính nể Thành Hạo, mặc dù là nhe răng thế nhưng cũng không có quá đáng. Người sống thì đều phải có mục tiêu, người trẻ tuổi gặp lại sau, đời này chúng ta hẳn sẽ không có cơ hội được gặp lại nữa rồi, nếu như có luân hồi, trăm nghìn vạn thế sau này gặp lại, chó con nói rồi ra đi. Nó đang tìm một con đường phải chứng kiến một kỳ tích nào đó ở nơi nào đó, muốn nhìn thấy người đã từng kia. Cứ thế rời đi ư, Thành Hạo thất vọng. Hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi thế nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Hắn đi theo yên lặng tiễn biệt, mấy lần muốn lên tiếng nhưng thôi. Một giới này, quỷ nguyên này đã không thể cứu nữa, người nên sớm đưa ra dự định đi, chó con quay đầu lại nói. Bi quan như vậy luôn à? Người chắc chắn rằng một chiêu kiếm có thể chém bay lần tính sổ lớn của vạn cổ này à? Thật ra nói thêm một cách khác có thực lực đó à? Một chiêu kiếm đoạn vạn cổ một luân hồi. Bên trong dòng sông năm tháng, ở giữa bồng bềnh của kỷ nguyên, tới tận cùng đã có bao nhiêu cường giả, người chặn được và giết được lại đây ư? Dù cho là một kỷ nguyên chỉ có một sinh linh sống sót, vậy cũng khó địch nổi. Chó con rời đi, hoàn toàn biến mất. Cánh cửa tiên vật tỏa ra ánh sáng lung linh, đó là một cánh cửa kim loại nằm trong hư không chia các hai giới. Chỉ có thể nói thế giới kia quá mạnh mẽ, có người đạt pháp lực vô thượng liên thủ đúc nên cánh cửa này có thể cắt đứt cây cầu thiên địa. Nếu như không mở ra thì bất luận người nào cũng không thể tiến vào được. Từng đội nhân mã tiến vào trong, nói tóm lại những người này vừa tiến vào trong thì cảm giác đã trút đi được gánh nặng. Bọn họ không phải là người bị bỏ rơi, có thể trở về. Gần đây có rất nhiều người chết, chém giết với sinh linh hắc ám và nhiễm phải vật chất hắc ám rất nồng đậm. Đời này kiếp này đều không thể trở về được, thành ra đã xảy ra bạo loạn và bị trấn áp đầy vô tình. Trong đó, có một nhóm người đã được nuôi nhờ vào cấm khu sinh linh trên cửu thiên. Lần xuất chinh này cứ thế kết thúc như vậy. Nó tóm lại, tay trắng trở về, thời đại mạt pháp sắp sửa kéo tới nên bọn họ phải trở về. Chó con đã tới, nó hóa thành một con mèo nhỏ màu vàng nằm trong lòng thiếu nữ, cặp mắt híp lại nhìn về phía thiên địa nơi xa xa. Thành Hạo cũng tới, thế nhưng chó con sớm đã tiến vào trong từ lâu, đã thành công tiến vào trong tiên vật. Thành Hạo đứng nơi xa lẳng lặng ngóng nhìn, cánh cửa kim loại kia rất vững chắc. Hắn có thể cảm nhận được nó ngưng tụ dấu vết không chỉ của mỗi một vị tiên vương, không một sinh linh nào của giới này có thể đánh xuyên được. Nhìn đám người lần lượt rời đi, hắn chỉ biết thở dài, nên đi con đường nào đây? Hắn sẽ đi vào tiên vật ư? Nơi đó có phải đang có người đang chờ hắn từ đâm đầu vào đầm lầy? Thành Hạo xoay người, dứt khoát và kiên quyết hướng về nơi xa. Hắn muốn làm một chút gì đó để tiễn đưa những vị cổ nhân này. Có vài người vẫn còn ở đây, vẫn còn chưa đi, vẫn chưa đặt chân tới tiên vật, một đại thế giới thần thánh mà mọi tu sĩ đều ngóng trông mê say. Chuyện cảnh tới vương gia. Vương gia ta rốt cuộc cũng sắp rời khỏi rồi, nhưng mà đại ca, ngũ đệ, bác đệ đều rơi vào trong tay của hoang cả. Hiện giờ hắn đang ở đâu, tìm không thấy được. Dù thế nào cũng phải tìm cho ra, giết cho bằng được. Mấy con rồng của vương gia đang bàn luận thương thảo. Trải qua cuộc giao thiệp của Vương Trường Sinh cùng với việc lui tới của một ít cường giả của thiên vật, thì bọn họ cũng đã đổi lấy được cơ hội, có thể cả giáo tiến vào thiên vật. Bình lặng quyết, dù là đạo thống cao cấp nhất của tiên vật cũng thèm khát hết sức kinh người. Hắn sống không được đâu, hy vọng phụ thân có thể bắt được hắn, tự tay giết chết hắn chứ không phải mượn tay người khác. Sắc mặt của mấy con rồng vương gia lạnh lùng mang theo sát ý, việc khiến cho bọn họ tiếc nuối nhất chính là hiện tại Vương Trường Sinh rất là bận rộn, đang giao thiệp với vài người của tiên vật. Huynh đệ, chúng ta đi cùng nhau, có trận pháp thể nổi ra gì thì hẳn có thể giết chết được hắn. Hơn nữa hiện tại thần công của lão cửu đã đại thành, đã là cao thủ tuyệt thế, tỷ lệ thành công cũng khá lớn. Thời khắc vương gia đang thương nghị thì những tộc khác cũng tương tự như thế. Có người hưng phấn, có người kích động và cũng có một số người buồn bã. Gia tộc Trường Sinh gần như đều có vương pháp cả, đều đã tìm được tư cách để tiến vào tiên vật. Hoàng, đáng tiếc thật, ta không thể giết được ngươi. Hận này không thể nào tiêu tán được. Đây quả là một sự tiếc nuối cả nhân sinh mà. Bên trong Kim gia, Kim Thái Quân rít gào, gương mặt của bà méo mó mang theo đại hận.
Lần trước Thạch Hạo truy sát bà, giết thẳng vào Kim Gia, thiếu chút nữa đã khiến cho bà gặp bất trắc. Đây là một nỗi nhục cực độ. Đường đường là Kim Gia Trường Sinh, được mệnh danh là một tổng những gia tộc mạnh mẽ nhất của kỷ nguyên này, mà lại bị một tên tiểu bối quấy phá tới mức gà chó không yên. Thạch Hạo một mình lặng yên đi tới, bất giác đã tới bên ngoài bộ thiên đạo. Đó là một khu tịch thổ thần thánh được đặt ngang hàng với gia tộc Trường Sinh, xem như là một đạo thống trường tồn bất diệt. Tại Hạ Hồng Trần, ngưỡng mộ Nguyệt Thiền Tiên Tử của bộ thiên đạo nên đặc biệt đã tới bái phỏng xin được gặp mặt. Thành Hạo nhìn thấy được cảnh này, đó là một thanh niên trẻ tuổi, thân mặc áo trắng dẫn theo vài người đứng ngoài sân môn của bộ thiên đạo. Hắn muốn gặp thánh nữ của giáo này. Tới để gặp Thanh Y ư? Thành Hạo khẽ nói chứ không có tới gần. Trên thực tế, vừa mới xuất hiện ở phụ cận, hắn là một người cực kỳ mạnh mẽ, thần giác vượt xa những chí tôn bình thường nên đã cảm ứng được có người đang đợi ở bên ngoài. Có người đang ôm cây đợi thỏ, là muốn chờ hắn tới cửa để phục kích ư? Dù cho là chí tôn thì cũng rất khó có cảm ứng vi diệu như kia, bởi vì ẩn náu quá tốt. Trên hồng trần này là kẻ nào, có quan hệ với cường giả đang ẩn núp kia hay không? Thành Hạo thầm than, thân là tu sĩ, vô luận là ở đâu thì cũng sẽ hòa vào trong trốn giang hồ, tuy có mừng vui nhưng cũng sẽ xuyên hành bên trong sinh tử hiểm ác. Mạt pháp tới, thế lực lớn khắp nơi đều phải rời đi, thì những người này còn nhớ nhung hắn làm gì nữa chứ? Hồng Trần ngưỡng mộ Nguyệt Thiền Tiên Tử của bộ thiên đạo cố ý tới đây để gặp mặt. Người áo trắng kia lớn tiếng nói, mọi người bên cạnh hắn đều rất mạnh, lúc này tản ra từng làn khí tức đại đạo. Nơi sân môn có người đi tới cũng là áo trắng thanh lệ như tiên. Bộ tộc ta nguyện ý dẫn toàn bộ nhân mã bộ thiên đạo tiến vào tiên vật. Người thanh niên áo trắng Hồng Trần lên tiếng. Vì sao lại bố trí nhân mã bên ngoài bộ thiên đạo ta? Thanh Y lên tiếng. Nàng cùng với mấy nhân vật trọng yếu đều đi ra. Nghe nói còn có một tên tu sĩ nhân tộc tên là Hoang rất hung cuồng. Ta lo lắng hắn làm loạn nên muốn bắn giết hắn ở đây. Hồng Trần mỉm cười đáp. Xa xa hai mắt của Thành Hạo trở nên thâm thúy. Thì ra nơi đây là do chính gia tộc của tên Hồng Trần này bố trí. Vài người khác khi rời đi cũng không muốn an phận à? Hắn ý thức được, quá nữa là Hồng Gia Tiên Vật từng bị chó con thu phục. Lão tổ của tộc này là nhân sủng của nó. Hơn 2 tháng trước, lúc hắn bắt Vương Đại thì từng có người của Hồng Gia đứng ra và bị chó con dọa nạt nơm nớp lo sợ, quỳ rạp xuống đất. Hiện gia tộc này đã tỉnh ngộ và không hề sợ gì nữa, vả lại còn tới đây để phục kích hắn nữa chứ. Thành Hạo yên lặng như là một cây sen, hai chân đứng trong hư không nhìn về trước. Người đi đi, Thanh Y lên tiếng. Công tử xin mời về cho, giáo ta đã có con đường khác, ít ngày nữa cả giáo sẽ di chuyển. Một ông lão cũng lên tiếng. Ồ, có phải thế hay không, còn có đạo thống khác của tiên vật đã đạt được thỏa thuận cùng với ngươi à? Thế nhưng, ta tới đây cũng không chỉ là hoàn toàn là vì Nguyệt Thiền Tiên Tử, mục đích chính là bắt Hoang. Chàng trai mặc áo trắng Hồng Chân thản nhiên nói, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt chợt lạnh xuống. Bà tên chỉ tôn, cam lòng xuất ra vốn liếng như vậy luôn à? Thế nhưng không có tiên mà cũng muốn phục kích ta à? Thành Hạo lẩm bẩm. Hắn yên lặng rút ra kiếm thai rồi đột nhiên từ từ chuyển động, phút chốc tựa như là sao chổi va chạm mặt đất, nhanh tới mức mọi người không cách nào phản ứng kịp. Một chiêu kiếm ngang trời, hàn quang soi sáng cả cửu thiên, phụt. Kiếm khí phá nát càng khôn, Hồng Chân chưa kịp phản ứng thì mi tâm đã dính chiêu, vết máu loang lổ, hai mắt trợn tròn ngã ngửa ra sau, phơi thay nơi đó. Có chí tôn đang ẩn núp phục kích Hoang, thế nhưng lúc này không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng gì. Không một ai ngờ tới, ngay tích tắc này Hoang đã tới. Người gần đó hét lớn, còn có cả chí tôn gầm thét kinh thiên động địa, thường vũ nổ tung. Dù thế nào thì bọn họ cũng không nghĩ tới, Hoang lại tới đây đầy quyết đoán ác độc ra tay, một chiêu kiếm giết chết nhân tài vừa xuất hiện của Hồng Gia. Vèo, một vị chí tôn trong số đó xuất hiện trước thi thể của Hồng Chân, lòng bàn tay phát ra hàng trăm hàng ngàn làn khí lành, Hồng cứ lấy tính mạng của hắn. Nhưng sao lại có thể có chuyện đó chứ? Một đòn của chí tôn thì dù là thiên tài cảnh giới độ nhất có kinh nghiệm tới đâu cũng không thể tiếp nhận được. Thân thể của Hồng Chân rất hoàn hảo, thế nhưng vừa mới đụng vào thì đã hóa thành mưa ánh sáng. Rầm, giữa bầu trời chợt có người giao thủ, hai vị chí tôn khác đang truy kích bắt lấy Thạch Hạo. Ba đại cao thủ ở đây vậy mà Hoang lại còn dám trắng trợn như vậy. Việc giết chết Hồng Chân tương tự như là đánh bay tôn nghiêm của bọn họ. Chí tôn thứ ba cũng truy kích theo, bỏ qua Hồng Chân giết thẳng Cao Thiên. Bộ thiên đạo tọa lạc ở giữa nơi thanh tú đều là thần sơn tản ra sương trắng, bốc lên ráng lành, ngũ sắc rực rỡ, long khí hừng hực. Ở đây có đảo nhỏ Huyền Không, còn có cổ thành vững chãi, có thần dược thơm ngát cũng như là di tích tiên đạo. Hôm nay, bên ngoài sân môn lại bùng phát đại chiến, trận pháp của bọn họ thức tỉnh hoàn toàn chứ không thể hiện trì hoãn chút nào. Đại trận hội giáo được mở bắn ra từng hoàng lạc tiên khí. Hoang thật là thuận y kinh thế, một ông lão than thở. Nhân vật như vậy, một kỷ nguyên cũng chỉ có một người mà thôi, có người khác gật đầu. Dù mạnh hơn thì có ích gì chứ, hắn có thể tiến vào tiên vật chắc, thành tựu một đời đã tới phần cuối, một ông lão khác lắc đầu. Việc này đại biểu cho thái độ bất đồng của bộ thiên đạo. Thanh Y, còn người như nước lẳng lặng nhìn về trước, trong đáy mắt sinh ra thần hà rực rỡ, bạch y pháp với, khí tức tiên đạo càng ngày càng nồng đậm. Trong lòng của nàng không cách nào yên tĩnh được, sâu trong nội tâm là thiên nhân giao chiến, lúc thì Nguyệt Thiền, lúc thì hóa thành Thanh Y. Đời này quỹ tích vận mệnh của nàng luôn quấn quanh người kia, nên đi con đường nào, buông hay là nắm, lựa chọn ra sao. Con mắt của Thanh Y mờ ảo mang theo hơi nước, nhất thời hình ảnh của chuyện xưa đều tái hiện đè ép trong lòng của nàng. Một lát sau thì nàng bình tĩnh lại, lạnh lùng như nguyệt mang theo khí tức xuất thế, đó chỉ là Nguyệt Thiền, nàng cũng đang giằng co, đời này của nàng đã không còn nhớ nhung gì hắn, chỉ vì thành tiên. Những gì của Hồng Trần đều có thể đoạn, nàng có thể vung kiếm chém bay chấp niệm cuối cùng. Thanh Y, nàng vẫn còn đó chứ? Thành Hạo tung hoành trên trời xanh, vừa du đấu với tam đại chí tôn vừa nhìn xuống hỏi như thế. Người đi đi, không nên lưu luyến làm gì. Thanh Y đã đoạn trường duyên, tiến lên đăng thiên lộ, tiến vào thiên vật. Một ông lão của bộ thiên đạo nói.
tiền hữu, người nhanh rời đi đi, nếu không sẽ kinh động tới một ít người có địch ý với người đó. Có người rất hiền lành khuyến cáo như thế. Thanh Hạo nhìn về phía Thanh Y nói, nàng muốn rời khỏi một giới này ư? Thân thể của Thanh Y run rẩy, từ từ giơ tay tựa như níu kéo, thế nhưng rất nhanh sau đó cánh tay tựa như là ngón sen cứng đờ không thể động được. Nội tâm của nàng càng ngày càng loạn, hai hồn đã dung hợp làm một thể tựa như muốn phân tách lại không ngừng xung đột. Việc này đại biểu cho tâm tư của nhân cách hoàn chỉnh này lựa chọn thế nào? Xin hãy rời đi. Người còn lại của bộ thiên đạo lên tiếng, nhìn chằm chằm Thanh Hạo. Cả giáo sẽ tiến vào tiên vực, bọn họ có giao tình thân thiết với một đạo thống cổ xưa và mạnh mẽ, có lẽ sẽ dựa vào thế lực bá chủ đã sản sinh ra tiên vực kia. Hoàng của hiện tại tuy rằng thần võ ngút trời, thế nhưng không hòa hợp với một phần nhỏ đạo thống ở tiên vực. Bọn họ đã chiếm được không ít tin tức nên không muốn để việc này càng rắc rối hơn. Ví như tổ tiên của Tàng Tiên, tỷ như đạo thống của vị đại nhân trẻ tuổi kia đều cùng có va chạm với Hoàng. Tiến vào tiên vực, dù cho là bộ thiên đạo cũng phải cúi mình, không thể không cẩn thận được. Nếu như có giáo du cẩn thận với Hoàng, sợ sẽ xảy ra chuyện khó mà dự đoán được. Thanh Y, Thanh Hạo hét lớn, bộ thiên đạo, linh sơn nối tiếp nhau, mờ ảo có xương trắng ngập tràn, một bóng hình thanh lệ đứng nơi đó, lộ vẻ do dự, đang bàng hoàng, nhưng về sau nàng chỉ biết lắc đầu. Tiểu hữu, người vẫn nên rời đi thôi, hãy tự bảo trọng nhé, đạo chủ của bộ thiên đạo lên tiếng. Rốt cuộc Thanh Y vẫn đứng nơi đó, thế nhưng lại trầm rãi lắc đầu. Tạm biệt, Thanh Hạo lên tiếng rồi tung thiên rời đi. Chạy đi đâu? Ba đại cường giả đồng thời truy đuổi hồng chặn giết Hoàng. Ngay lúc này Thanh Hạo một phân thân thành ba hình, lúc ba bông hoa đại đạo lan tỏa thì hắn tự dưng có thêm vài bộ thân thể nữa, phân biệt nhắm về các hướng khác nhau. Cứ thế rời đi, nội tâm của Thanh Y còn rất mãnh liệt, rất đau và cũng rất thất vọng. Nàng giơ cánh tay như ngó sen chỉ về trong thiên không. Đám người của bộ thiên đạo lộ vẻ kinh sợ, không nghĩ tới vị kỳ tài trẻ tuổi chấn động cả cửu thiên thập địa này lại quyết đoán như thế, nói đi là đi. Trong bọn họ cũng có người thất vọng lấy làm đáng tiếc, ai cũng có thể thấy được thiên tư tuyệt thế của Hoàng. Người như thế này nếu như có thể thành tiên ở tiên vực, vậy sẽ có phong thái cỡ nào? Đáng tiếc hắn không có đi, mà thế giới này lại không thể thành tiên được. Hiện giờ không đi, ngày sau càng không thể, nhất định sẽ tiến vào thời đại mạt pháp rồi. Ai có thể sáng tạo kỳ tích, ai có thể đánh vỡ ràng buộc, mạt pháp còn không thể sửa thì nói gì là thành tiên? Phụt, phương xa lấy lên ánh sáng màu xám đi kèm là một luồng kiếm khí thông thiên, vô số ngôi sao bị chém lìa, ngoài ra còn có một cánh tay cùng bả vai đang rơi xuống. Chí tôn của Hồng gia tới từ tiên vực, phần tách truy kích Thạch Hạo, một trong số đó thiếu chút nữa đã bị bổ đôi làm hai nữa, cả người mang theo ánh máu ngã xuống dưới. Chỉ tôn huyết phá hủy sơn hà, cảnh tượng kinh người, mọi người của bộ thiên đạo đều hãi hùn khiếp vía. Đây chính là Hoang, trước khi rời đi lại xuất được một chiêu kiếm kinh diễm như thế, chém bay một cánh tay của một vị chí tôn. Nhưng sự tình vẫn còn chưa kết thúc, đột nhiên một luồng cầu vòng từ trên trời lao xuống, quá nhanh, tựa như là sao băng từ thời viễn cổ để lại cũng chết oanh tạp thiên địa vạn vật. Đó là Hoang, hắn không hề lui mà tiến, giết ngược trở lại, truy kích người bị thương Hồng đánh gục hắn. Người, vị trí chí tôn của Hồng gia kinh hãi, lá gan của Hoang quá là lớn, không ngờ lại dám làm việc như vậy. Tiểu bối, chạy đi đâu cho thoát, hai người khác đã truy kích sai mục tiêu nên lúc này điên cuồng giết trở về. Chí tôn bị cục tay kia đã bị bóng người tự di tiên vương từ trên trời lao xuống nện trúng, cả người ho ra đầy máu bay ngược ra sau, đồng thời lần nữa ăn thêm một chiêu kiếm nữa. Sau khi chỉ kiếm này chém trúng thì toàn thân của hắn đều là vết rách, là kiếm khí đang khuấy động. Người này hét to một tiếng, cả người đang đứt thành từng khúc một, bên trong ánh kiếm hiện lên mạng lớn huyết vụ, cảnh tượng dọa người. Nhưng hai người kia đã giết tới và nhanh chóng bảo vệ, đồng thời ra tay giúp đỡ hắn hóa giải luồng kiếm khí này. Thế nhưng vẫn trọng thương nặng, sức chiến đấu giảm mạnh. Ba đại cao thủ đứng chung một chỗ chứ không dám tách nhau ra cũng như truy kích nữa, cẩn thận phòng bị và bắt đầu đốt một tấm phù màu vàng truyền tin. Còn dám tới nữa, giết không tha, Hoàng nói như thế. Cứ thế hắn rời đi rất là thông dong và tự đại, đạp không rời đi xa, quá nhục nhã. Ba đại cao thủ đồng thời phục kích, ấy vậy một người trong số này đã bị trọng thương, sắc mặt của bọn họ tái nhợt. Chuyện này là một sự sỉ nhục, Hoàng tại sao lại mạnh như thế? Cả đám người của bộ thiên đạo yên tĩnh không hề nói gì, đều chứng kinh tới cứng họng. Thanh Y, trước khi nàng rời đi ta sẽ đưa tiễn. Phía trong trời sao đầy xa xăm truyền tới một lời nói bình thản như vậy, chỉ có mỗi Thanh Y nghe được. Sau khi Thanh Hạo rời đi thì còn có một vệt tiên quang bay tới từ một nơi xa xôi không biết nơi nào đó, hạ xuống trước thần sơn bộ thiên đạo, rạng ngời rực rỡ, thần thánh hoàng mỹ. Đó là một thanh binh khí tiên đạo, là một chiếc lượng thiên thước trắng bóng như ngọc. Đây cũng chẳng phải là món tiên khí bình thường, nó được người khống chế, đã thức tỉnh và bị chí cường không gì sánh được. Đáng tiếc Hoàng đã đi xa, cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hoàng, người có dám chiến một trận? Ông lão bị trọng thương kia nổi giận đùng đùng, ước ao có thể chém sống Hoàng ngay tức khắc. Tình không yên tĩnh, không hề đáp lại. Ba người bắt đầu cúi bái rồi điều khiển tiên khí vọt vào trong vũ trụ hồng tìm kiếm. Trên thực tế, Thanh Hạo đã nghe được, thế nhưng cũng không quá để tâm. Vốn hắn cũng đang muốn phục kích, thế nhưng cảm ứng được món tiên khí kia không hề tầm thường. Lượng thiên thước đang sáng rực, gia trì bởi thần niệm của một tồn tại đầy khủng khiếp, thành ra hắn không có hiện thân. Hỗn loạn dồn dập, thiên địa hỗn loạn. Chiến dịch này chẳng ai hô hào cả, thế nhưng vẫn tiết lộ truyền khắp thiên hạ. Nhất thời cả thế gian chẳng biết nói gì nữa, dù là ai cũng đều thở dài, Hoàng thật là tuyệt thế. Dù gì cũng là nhân mã của một đạo thống nào đó ở tiên vực, ba đại cao thủ cùng nhau phục kích hắn, thế nhưng hắn lại thông dong rời khỏi, còn thiếu chút nữa đã chém chết một vị đã thành đạo.
Những ngày sau đó, thiên hạ đều nói về tin tức của Hoàng, tất cả đều là những tin đồn liên quan tới hắn. Lúc này Thành Hạo tiến thẳng về ngọn nguồn, cũng không phải là một động thủ, mà là muốn giải quyết cho xong một vài thứ. 30 năm trước, hắn bí mật từ hạ giới lên 3.000 châu, lần đầu tiên tới biên giới khu vực Hắc Ám thì từng tận mắt nhìn thấy đang có thế gia Trường Sinh âm thầm cấu kết với sinh linh Hắc Ám để giao dịch. Cũng trong lần đó, hắn đã đạt được một chiếc rừng gỗ mục. Năm đó đám người kia lá gan lớn tới mức nào, ngay cả vật có liên quan vô cùng trọng đại cũng mang đi giao dịch với sinh linh Hắc Ám, dũng cảm kinh thiên. Ngày xưa Thành Hạo dùng thần linh ghi lại một số bóng hình cùng với một chút lời đối thoại, hắn vẫn cất giữ chứ không có công khai ra ngoài. Đoạn thời gian đó, Tiên Vực cũng chưa có phát binh, vẫn chưa có người nào giáng lâm ở giới này, nếu như vạch trần chuyện năm xưa quá sớm thì sẽ không có chút ý nghĩa nào cả. Thời đại kia, gia tộc Trường Sinh trên cửu thiên một tay che trời, ngay cả rừng gỗ mục mà bọn họ cũng dám động vào thì nếu như vạch trần chắc chắn sẽ bị diệt sạch. Hiện giờ hắn đã là chí tôn nên không hề sợ thế gia trên cửu thiên này nữa, mà tu sĩ của Tiên Vực lại sắp rút đi, thành ra hắn thừa cơ hội này để lợi dụng sức lực cuối cùng của bọn họ. Ngày hôm đó, giữa cửu thiên thập địa đã có một tin tức kinh thế làm bổ. Kim gia, Vương gia còn có cả Phong tộc, một đám thế gia Trường Sinh từng tiếp xúc với sinh linh Hắc Ám, từng lui tới vô cùng mật thiết, đã bị người khác tiết lộ ra ngoài. Một khối tinh thạch ghi lại hình ảnh đã tạo nên bảo tháp phong ba, tuyệt đối là sự kiện lớn. Tuy rằng cả thế gian vẫn đang đồn thổi rằng khả năng đã có gia tộc nào đó cấu kết với sinh linh Hắc Ám, thế nhưng cũng không có chứng kiến thực sự. Lúc ở Tu Di Sơn vỡ vụn thì đã có một chí tôn Hắc Ám xuất hiện, ngay sau khi lão bác Vương gia bị đánh hạ. Việc này cũng chỉ khiến người ta hoài nghi chứ không hề khẳng định được. Mấy người bảo vệ Hoàng thì cho rằng Vương gia Kim gia đều đáng chém, thế nhưng vẫn còn không tin bọn họ có qua lại thân mật với sinh linh Hắc Ám. Hiện giờ khối tinh thạch kia xuất thế và bên trên ghi lại một ít hình ảnh của 30 năm trước, còn có bóng hình rõ ràng, có lời nói chân thật, lập tức gợi ra chấn động dữ dội, là một đợt sóng lớn mênh mông như biển gầm kinh thiên động địa. Chắc chắn là giả, có người làm giả, một khối tinh thạch nhỏ nhỏ thì làm sao là chứng cứ được chứ, thật là nực cười, có người đứng ra bên vực. Hiển nhiên còn có một vài thế gia sợ hãi, xuất hiện ngay lúc này thật sự quá là mẫn cảm và cũng quá trùng hợp. Giống như ngày đêm trước khi cả giáo tiến vào Tiên Vực lại diễn ra chuyện như vậy, thật sự như muốn một kiếm đứt cổ mà. Ngay khoảng thời gian máu chốt nhất thì tuôn ra tin tức như vậy có thể chặt đứt con đường phía trước của bọn họ. Nếu như bị chứng thật thì Tiên Vực chắc chắn không thể không nhìn, nhất định sẽ tra hỏi. Vì lẽ đó, gần như trong ngày hôm đó đã có một cơn bão táp diễn ra. Lúc thế nhân đang chứng kinh thì còn có một ít gia tộc dùng mọi khả năng hòng dẹp tình thế rối loạn này. Đây chỉ là một khối tinh thạch, chỉ vậy mà thôi, chứng minh được gì chứ, có người đang làm giả. Có người quát mắng, đây là một cường giả tiền bối đức cao trọng vọng, thu đạo năm tháng xa xưa, danh tiếng vô cùng lớn, kết quả đã được một thế gia Trường Sinh nào đó mời tới và nói rằng chỉ là nói xấu. Thế gia Trường Sinh, người cầm đầu cả thiên hạ bảo vệ cửu thiên thập địa cả kỷ nguyên này, đã trả giá bằng huyết và lệ, bọn họ làm sao phản bội vùng thế gian này chứ? Cam nguyện làm sinh linh Hắc Ám, người không ra người, quỷ không ra quỷ chứ? Chuyện này không thể, hiển nhiên đang có người gội giáo nước dơ sỉ nhục những gia tộc thiên đạo này. Có một ít người có tiếng tăm lên tiếng, được nhận định là công chính nghiêm minh, lớn tiếng quát mắng chủ một tòa thần thánh nào đó, nghiêm khắc với bên những người có mưu đồ gây nhầm lẫn trái phải. Thiên hạ liền rối bời tựa như ông vỡ tổ, tiếng ồn ào khắp mọi nơi, rất nhiều người cảm thấy chuyện này quá là kinh người, có người hoài nghi và cũng có người sợ hãi, có người hiểu rõ lại có người không tin. Mấy ngày sau lại có khối thần tinh thứ hai xuất hiện, nó lượn lờ bên trên một tòa cự thành và chiếu rọi ra một sự thật càng kinh người hơn. Dấu ấn bên trên khối tinh thạch này quá là rõ ràng, rất nhiều người đứng ở khoảng cách gần đều cảm nhận được, tuyệt không phải là giả tạo. Đồng thời từ trong khối tinh thạch này thì mọi người đã thấy được một ít gương mặt có tên tuổi rất lớn, đều tới từ thế gia tiên đạo. Lần này thế gia ầm ĩ, rất nhiều khu vực rối loạn là thật ư, ngay cả thế gia Trường Sinh mà cũng như thế này thì cửu thiên này sẽ thối rữa tới mức nào. Sự xung kích trên ý thức này khiến cho nhiều người đều run rẩy, cảm thấy càng nghĩ càng sợ, nếu không phải Tiên Vực xuất binh thì năm đó sẽ có mấy thế gia Trường Sinh sẽ phản bội. Đề tiện là lời nói xấu một cách hèn hạ, càng ngày không sợ chết đứng, ta tin tưởng thế gian này sẽ tự có công đạo, thế gia Trường Sinh bảo vệ cửu thiên, quyết chí thề không thay đổi, giống như những vị tiền bối đã nằm xuống, đầu lâu có thể rơi, máu có thể khô, thế nhưng chắc chắn không thể phản bội. Trước tiên có người đứng ra bác bỏ loại giả mạo có thể gây ra nhầm lẫn lộn xộn này. Thế gia Trường Sinh phản ứng cực nhanh sau khi khối tinh thạch thứ hai xuất hiện và chưa có người nào ghi chép lại thì liền khống chế ở trong tay. Đồng thời gần như trong ngày hôm đó còn có một vị chuẩn chí tôn xuất thế và nhảy vào chuyện này. Người này sống từ thời thái cổ tới giờ, có bối phận cao tới đáng sợ, vả lại chỉ kèm một chút là bước vào cảnh giới chí tôn, có địa vị cao thượng. Chủ yếu nhất chính là từng ấy năm tới đây hắn đã giao hảo với rất nhiều đại tộc, giao thiệp rất là rộng rãi. Ngày hôm đó hắn đã mời một ít lão hữu của mình, tất cả đều là những tồn tại cấp độ hóa thạch, danh vọng cực lớn, tất cả cùng nhau liên hợp trịnh trọng tuyên cáo, bọn họ sẽ tra xét thật nghiêm khắc. Đã nghe gì chưa? Trịnh Đức tiền bối đã rời núi, ngay cả lão nhân gia cũng bị kinh động tới luôn đó, đã liên hợp với rất nhiều vị danh túc cùng nhau giám định sự thật giả của hai khối thần tinh kia, để cho mọi người còn có một câu trả lời thật thỏa đáng. Trịnh Đức tiền bối dù gì cũng là chuẩn chí tôn sống từ thái cổ tới giờ, thậm chí nghe đâu lão đã đặt chân vào lĩnh vực chí tôn kia rồi, tại sao lại bị đại đạo gây thương tích và giảm cảnh giới vậy không biết? Đây cũng là vì lợi ích chung, là một vị tiền bối công chính vô tư, được mệnh danh là một người đại đức. Tin tức như vậy gây nên sự kinh ngạc cho khắp nơi, rất nhiều người đang chờ đợi, tin tưởng khi các vị tiên hiền có danh vọng to lớn này ra mặt thì sẽ đưa ra được một chân tướng thực sự. Chân tướng sẽ được vạch trần sau 2 ngày nữa. Một vị danh túc xuất tế cùng với vị chuẩn chí tôn Trịnh Đức thông báo với mọi người đầy trịnh trọng rằng sẽ không vụ lợi nói ra sự thật. Trong 2 ngày đó, gió nổi mây vần, khắp nơi trong thiên hạ đều bàn tán về chuyện này. Đây là một đại sự trọc thủng trời. Mà trong mấy thế gia Trường Sinh lại tựa như là bão tố, sắc mặt mọi người đều u ám, linh cảm tới mức phiền phức cực đại sắp tới.
Việc vui nhất chính là bọn họ phản ứng cực kỳ nhanh chóng, đã mời đám người có đức cao vọng trọng như Trịnh Đức để giám định độ thật giả của khối thần tinh và trả về chân tướng. Đây cũng không nhất định là lá bài tẩy cuối cùng, bọn họ còn có những hậu chiêu khác nữa, cũng là những người có tiếng tăm đỉnh cấp được bọn họ mời tới để làm tốt những kế sách tiếp theo. Điều bọn họ lo lắng nhất chính là thời điểm này quá là mẫn cảm, người tung ra thần tinh đã tính toán thời gian, nhất định phải nhanh chóng tóm lấy kẻ kia, phòng ngừa hắn lại ném thêm thần tinh nữa. Mấy gia tộc lớn nghiến răng nghiến lợi căm hận người kia, âm thầm điều động binh mã, nghiêm mật quan sát gió thổi cỏ lay khắp mọi nơi. Đã qua 2 ngày, tất cả mọi người đều đang chờ mong chân tướng được công bố. Các nơi không thể nào yên tĩnh được bởi vì ảnh hưởng này quá là to lớn, là một cơn bão táp khổng lồ chưa từng có. Trịnh Đức cùng một đám danh túc lộ vẻ nghiêm túc đang đứng trên một tế đàn rộng rãi, tay nâng hai khối tinh thạch trên mâm ngọc và tuyên bố kết quả trước mặt mọi người. Theo như chúng ta giám định, dấu ấn bên trong thần tinh là giả, có người ngụy tạo nói xấu thế gia Trường Sinh, Trịnh Đức trịnh trọng nói. Chuyện này nhất thời tạo nên một náo động cực lớn. Ta đã nói rồi mà, thế gia Trường Sinh làm sao có khả năng làm nên chuyện như thế chứ? Người nào mà chẳng biết bọn họ mới chính là tấm khiên mạnh mẽ nhất của cửu thiên, dùng máu và thịt để bảo vệ cho sự tôn nghiêm của giới chúng ta, gia tộc Tiên Đạo huy hoàng vĩnh trú, bảo hộ bình an giới ta. Nhưng mà mấy gia tộc sớm đã bố trí đều rục rịch, đầu tiên là tuyên dương công lao cũng như sự vất vả của bọn họ. Ngoài ra còn có một ít tu sĩ có tiếng tăm rất lớn nương đợi cho thế gia Trường Sinh. Đáng tiếc người trong bóng tối kia không thèm để ý loại âm thanh này và cũng chẳng hề sợ thế dân có bị lừa dối hay không. Mấy ngày sau lại ném ra một khối tinh thạch thứ ba. Mấy thế gia Trường Sinh dính dáng đều sợ hãi không thôi, bọn họ đứng ngồi không yên, vô cùng dễ kích động, bởi vì mấy khối tinh thạch trước đều là những dấu ấn liên kết, thế nhưng khối cuối cùng lại ghi lại rất rõ ràng, một gia tộc nào đó đã cầm rương gỗ mục đi dâng tặng cho sinh linh hắc ám. Chuyện này tựa như là ông vỡ tổ, rương gỗ mục đó là thứ mà tiên vật đang điều tra, đã có quá nhiều chuyện xoay quanh nó 30 năm trước, hiện giờ vào thời điểm then chốt thì khối tinh thạch thứ tư xuất hiện, quả thật tựa như là sao băng nện xuống mặt đất khiến cho các gia tộc đều sợ hãi. Dù cho đã chứng thực mấy khối tinh thạch trước là giả, thế nhưng tới khối thứ tư này thì tiên vật chắc chắn sẽ tham gia. Quá ác mà, có khối tinh thạch này trong tay, thế nhưng lại không chịu tung ra sớm, chỉ đợi tới hiện tại mới lấy ra, rõ ràng là muốn tuyệt xác mà. Mấy thế gia Trường Sinh đều biết đối phương khống chế nhịp điệu quá là tốt, lợi dụng bọn họ từng bước một, cùng với việc bọn họ không ngừng đi rửa vết dơ chứng minh trong sạch. Sau khi chờ chuyện này được đẩy cao trào thì đưa ra một kiếm đứt cổ, nếu như không có trận náo động thì làm sao sẽ khiến cho thế gian quan tâm không ngừng tranh luận chứ. Sau khi cả thế gian đều biết thì lại ném khối tinh thạch thứ tư ra, hiệu quả cực kỳ tốt, dính dáng tới rương của một tiên vật chắc chắn sẽ nhúng tay vào, chỉ cần có chân tiên đặt chân thì dù thật hay giả cũng sẽ tìm tòi ra, thật là ác độc. Trong một ít gia tộc Trường Sinh còn có không ít người mặt mày tái xanh, ngày hôm đó bọn họ đều sợ hãi không ngừng mật nghĩ rằng cẩn thận thương thảo để ứng phó nguy cơ to lớn và gia tộc sắp sửa gặp phải. Dưới góc nhìn của bọn họ, người ra tay kia quá là ác độc, bắn trúng bọn họ sâu tận bảy tấc, và thời điểm mấu chốt nhất lại giáng cho một đòn chí mạng, nếu như đối đáp không được thì sẽ có tai ách giáng lâm. Ta cảm thấy không chết thì không thể rũ sạch quan hệ với bọn họ, và lúc cần thiết cần phải từ bỏ vài người, cái giá để vì gia tộc như vậy là cần thiết. Lời này vừa ra, lập tức có vài người liền biến sắc mặt. Ngoại giới tất nhiên đều khiếp sợ, rương gỗ mục mà cũng dâng cho sinh linh hắc ám ư, gan to bằng trời, quá đáng. Lẽ nào tất cả những chuyện vừa rồi đều là sự thật ư? Cho tới ngày hôm nay, mọi người vẫn còn nghe tới những chuyện kia, là thứ mà Thành Hạo đã cử tự nhất sinh mang từ biên hoang về. Cuối cùng rương gỗ mục lại rơi vào trong tay của gia tộc Tiên Đạo, do mấy tộc cùng giao bảo vệ, thế nhưng 30 năm trước lại không cánh mà bay. Trà không ra được kết quả, tất cả đều bị che giấu cả. Đám người Trịnh Đức sống vô tận năm tháng gặp rất nhiều chuyện, hiện giờ cả thấy cưỡi hổ khó xuống, mơ hồ dâng lên hàng ý cùng hải khung khiếp vía. Còn muốn đứng ra nữa không? Nhắm mắt lần nữa bác bỏ vài câu, tiếp đó hắn sợ hãi, nội tâm hoảng sợ. Hắn đang xuất hiện vẻ hối hận, ham muốn một ít lợi ích mà thế gia Tiên Đạo dành cho mình, đi làm sáng tỏ cho bọn họ, đi hò hét cho bọn họ, kết quả là đẩy bản thân vào thế bị động, chém yêu ma quỷ quái, giết chết gia tộc Trường Sinh. Còn có một ít người kêu gào, tỷ như đám người Tà Vũ Sinh vỗ tay sung sướng, linh cảm được việc gia tộc Tiên Đạo sẽ bị sụp đổ. Một ít gia tộc nhanh chóng phản ứng, ngay trong ngày hôm đó đã làm ra một chút quyết đoán, ví dụ như Kim gia, Kim Thái Quân hạ xuống pháp chỉ tra rõ trong tộc của mình, nhìn xem thử có đứa trẻ nào dám làm ra chuyện bại hoại môn phong hay không, một khi tra ra thì phải nghiêm trị. Tiếp đó lão tổ Phong tộc cũng rất là quả quyết, muốn điều tra nghiêm trong tộc của mình, nếu như có con trống nào đó thực sự cấu kết với sinh linh hắc ám, vậy giết không tha. Thế gian đều ồ lớn, mấy gia tộc này đều có vấn đề thật ư, rất nhiều người kinh hãi. Tiếp đó là ngoại giới liền yên tĩnh không ít, tất cả mọi người đều đang ngóng nhìn chờ đợi kết quả. Tới đây Thành Hạo không còn ra tay nữa, hắn biết chuyện đang phát sinh đúng như dự liệu của mình. Chuyện xưa năm đó, nếu như tra rõ thì làm sao không có chút manh mối nào chứ? Tất nhiên sẽ có, tiên vật cũng không thiếu cao thủ đỉnh cấp nên tự có biện pháp của mình. Tới đây Thành Hạo bắt đầu đi thăm những người bạn của mình, đi gặp Thiên Giác Nghĩ, tới chào hỏi Thác Cổ Ngự Long. Các gia tộc Trường Sinh không còn tâm trạng để ra tay với hắn nữa, bản thân đã lo không xong, rơi vào trong một cuộc hỏa loạn. Hiện giờ ai còn nhớ tới hắn chứ? Mấy gia tộc Tiên Đạo căm thù hắn đều nằm trong ngày giờ dày vò, toàn bộ đất trời đều rối mù. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập hôm nay rồi. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình và nhận thông báo cho tập sau nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.